cho một ban quản lý tây hân số lệ chứng minh đàn là tự nhiên cắm kín để chọn chơi vậy ó nà bơi khởi đầu xung quanh lại mới các bạn sống ơi tay lại của mẹ bên ông các lại mới các bạn sống ơi. Hôm nay thưa quý vị thân mến, cũng đã đến giờ để chúng ta cùng chào đón được cả hai người đẹp nhất và long trọng tổ chức buổi lễ vui quê ngày hôm nay rồi. Xin chào tuyên truyền lời mời tất cả thưa quý vị, chúng ta chưa được tham dự buổi tiệc hạnh phúc, chúng ta đang ở phía ngoài quan trường. Xin chào và kính chào lời mời tất cả quý vị, chúng ta cùng khẩn trương di chuyển trở về quan trường để chúng ta cùng ổn định đứng vị trí tân hương tại bàn tiệc cưới của gia đình để chúng ta cùng khai tiệc một lần nữa. Ban tổ chức xin chào kính mời với thân ái kính mời. Vâng, kính thưa quý vị thân mến, và không để quý vị phải chờ đợi lâu thêm nữa và chương trình của chúng ta sẽ được bắt đầu ngay sau đây thôi. Vâng, kính thưa quý vị thân mến, xin được hân hoan chào mừng chào đón toàn thể quý vị, quý anh, quý chị, cô dì chú bác cũng đã trở về đông đủ trong buổi lễ vui quê ngày hôm nay, dành những lời chúc mừng yêu thương tới cô dâu Thùy Ngân, chú rể Đức Trung. Và ngày hôm nay thì cũng rất là vui, rất là vinh dự anh em chuyên tổ chức sự kiện tiệc cưới Diệp Đỉnh, Diệp Nguyễn cũng có địa chỉ tại trường Không chúng ta và MC Đức Hoan cũng được trở về đồng hành với câu chuyện tình yêu của đôi bạn trẻ. Và các thưa quý vị thân mến, và để ghi lại những khoảnh khắc đẹp nhất, tuyệt vời nhất của cô dâu và chú rể ngày hôm nay cùng trở về với chương trình tiệc cưới và có quay phim nhiếp ảnh gia Mạnh Hoàn và kênh YouTube của anh được mang tên Hello Tây Bắc. Và chúng ta sẽ cùng những ngày tới đây chúng ta cùng chào đón được nhìn thấy những ảnh đẹp nhất của chú rể và cô dâu của chúng ta trên kênh YouTube Hello Tây Bắc. Vâng ạ, xin được chân thành cảm ơn nhiếp ảnh gia quay phim Mạnh Hoàn. Vâng ạ, và cho phép những người làm chương trình được thay lời gia đình xin được gửi tới toàn thể quý vị, quý anh, quý chị một lời cảm ơn, lời chúc sức khỏe và một lời chào trân trọng nhất. Dành một tràng vỗ tay thật lớn để chúc cho buổi lễ thành công rực rỡ được không ạ? Và cảm ơn quý vị rất nhiều. Thân mến, yêu nhau thì tháng đời năm chờ và niềm vui ngày cưới bây giờ là đây. Và kính thưa quý vị thân mến, và liên tục được thay lời gia đình chân thành cảm ơn tới tình cảm thân thương của toàn thể các cụ, các ông, các bà, cô dì chú bác đã trở về đông đủ trong buổi lễ vui quê ngày hôm nay. Vâng ạ, khán đài phía đó lại chấn động lý anh nam ở hào án lớp ba mẹ phía nào sẽ được trân trọng giới thiệu hai người đẹp nhất, sáng giá nhất, lộng lẫy nhất là chủ nhân của buổi tiệc chúng ta ngày hôm nay sẽ được trở về với sân khấu. Vâng, trân trọng giới thiệu kính mời cô dâu Thùy Ngân, chú rể Đức Trung, xin mời hai bạn sẽ cùng nắm tay nhau di chuyển những bước chân yêu thương trở về với sân khấu để ra mắt trước toàn thể quý vị trong buổi lễ của chúng ta. Vâng ạ, xin mời toàn thể quý vị, chúng ta sẽ cùng hướng mắt về cổng hoa để chào đón sự hiện diện của hai người đẹp nhất là chủ nhân buổi tiệc chúng ta trong buổi lễ vui quê. Cô dâu Thùy Ngân, chú rể Đức Trung bằng một tràng vỗ tay thật lớn, thật nồng nhiệt nào. Thân mến,
dấu rằng là nghĩa vợ chồng, dấu cho những núi càng sâu chẳng rời, đá dấu nát vàng dấu phai, trong năm ước nguyện chẳng phai lời nguyện. Vâng, kính thưa quý vị thân mến, cô dâu Thanh Ân, chú rể Đức Trung đang cùng nắm tay nhau, dìu nhau lên những bước chân hạnh phúc, những bước chân đầu tiên trên quãng đường đời hạnh phúc, những bước đi đầu tiên thật đẹp và dạng người, đúng không? Vậy là hai người đẹp nhất đã trở về với sân khấu để ra mắt trước toàn thể quý vị trong buổi lễ vô quy. Đề nghị toàn thể quý vị dành cho cô dâu chú rể một lời chúc mừng hạnh phúc chân thành, một tràng vỗ tay thật lớn, thật long nhiên đó. Và tuyệt vời, cảm ơn quý vị rất nhiều. Vâng, kính thưa quý vị thân mến, cùng trở lại với câu chuyện tình yêu của đôi bạn trẻ chúng ta ngày hôm nay. Và Đức Ngoan cũng rất là muốn chúng ta sẽ cùng tái hiện lại câu chuyện tình yêu thật đẹp và dịu ngọt của đôi yên ương. Vâng, kính thưa quý vị thân mến, đúng là cây ra hoa rồi cũng có ngày đơm quả, trái trên cành rồi cũng có ngày sẽ chín. Và tình yêu cũng thế, khi tình yêu đến, hai con tim yêu họ sẽ tự động tìm về với nhau để trao gửi cho nhau những gì yêu thương và hạnh phúc nhất. Vâng ạ, kính thưa quý vị thân mến, cũng đã trải qua một thời gian dài tìm hiểu yêu đương thì tiếng sét ái tình cũng đã bùng nổ, và chú rể Đức Trung cũng đã nhận thấy rằng cô dâu Thủy Ngân là một nửa bấy lâu anh hằng tìm kiếm, và cô dâu Thủy Ngân cũng đã nhận thấy rằng chú rể Đức Trung cũng là một nửa bấy lâu em hằng tìm kiếm. Vâng ạ, kính thưa quý vị thân mến, và để rồi chú rể Đức Trung cũng đã ngỏ lời cưới chị rằng vâng, ước gì anh lấy được nàng chung cha chung mẹ sớm chiều có nhau. Vâng ạ, cô dâu Thủy Ngân cũng đã lắp lại rằng là anh về quốc đất để mà trồng cau, để em trồng ké bụi trầu một bên, bao giờ trầu ấy lớn lên câu kia ra trái mình nên vợ chồng. Vâng ạ, kính thưa quý vị thân mến, và ngày hôm nay đây, thân trầu đã cuốn chặt lấy thân cau để cho tình chồng nghĩa vợ dài lâu trọn lời. Một tràng vỗ tay thật lớn, thật long nhiên để cùng chúc mừng. Vâng, cảm ơn quý vị rất nhiều ạ. Vâng, kính thưa quý vị thân mến, và ngày hôm nay thì cũng rất là vui và rất là hạnh phúc, chúng ta đã cùng trở về với buổi tiệc cưới, dành những lời chúc mừng yêu thương tới cô dâu Thủy Ngân và chú rể Đức Trung của chúng ta trong buổi lễ vu quy. Vâng, kính thưa quý vị thân mến, và để chân thành cảm ơn tới tình cảm thân thương của toàn thể quý vị, quý anh quý chị đã trở về đông đủ trong buổi lễ ngày hôm nay, thì đại gia đình của nhà gái cũng đã chuẩn bị những bàn tiệc nước, tiệc trà, và đặc biệt là những bàn tiệc hạnh phúc đầy đủ những món ẩm thực của gia đình chuẩn bị trong bữa tiệc ngày hôm nay. Và cùng một lần nữa thay lời cô dâu, thay lời chú rể, thay lời cho gia đình, xin được chân thành cảm ơn toàn thể quý vị. Và chúng ta cùng tự nhiên khai mừng tiệc cưới, cùng tự nhiên thưởng thức những món ẩm thực của gia đình chuẩn bị trong buổi lễ hôm nay, và đặc biệt cùng nâng những ly rượu hồng dành những lời chúc mừng hạnh phúc nhất tới cô dâu Thủy Ngân, chú rể Đức Trung. Và một lần nữa để thay lời cảm ơn chân thành nhất tới toàn thể quý vị, xin được trân trọng kính mời hai người đẹp nhất, cô dâu Thủy Ngân, chú rể Đức Trung, chúng ta hãy cúi chào ra mắt. Thay lời cảm ơn, xin mời một tràng vỗ tay thật lớn lên được không ạ? Và cảm ơn quý vị rất nhiều. Vâng, cảm ơn để trong này là em thế này của mẹ vì nào hòa sướng ấy. Sáng hà sóng lòng hoa qua, mặc mèn kén quam cằn cờ tế hoa tà dưng. Vì cả hai có nó lọ, chứ cả sáng hà mình đi, hà lẩy mưu lì bên chẳng mưu sẵn bên chép. Mưu lẹp chép ngam, phỉ chết mần mà, chẳng hà ơ tặng thánh bác khẩu bằng lòng. Thì không, vậy cho mong hạnh phúc hở sóng lô sóng tàu, sóng lô sóng lan, kén phố tính bà biển mía. Chứ cả chứa cây hoặc chứa lì chứa chăn đầu, chung khỏi sáu lẩy ơ lẩy cá lẩy bơi, đại diện hư sóng phái Tây Ươn, tang hư là bên phú bên gia, cấp ba bên tà bên nay, lấy sự sắp xếp của Tây Ươn, học cả là di chuyển, ơ khẩn ma sân khấu, ơ nà, bày giáo phở, nhận phở, bày giáo khơi, nhận khơi, xung khỏi lẩy mơi, xóa mơi. Vâng ạ, trân trọng giới thiệu kính mời đại diện của hai gia đình của nhà trai, gia đình của nhà gái đã cùng được sự sắp xếp ủy quyền của gia đình trở về với sân khấu để ra mắt và long trọng tổ chức buổi lễ hôm nay. Vâng ạ, trân trọng kính mời. Hello, man.
lì cho chăn bay hứa là hứa giả quay nhận cười đeo đó chúng khỏi liên tục lì tắng nà hứa là hứa cáo mới đầu hứa là sang hải em mưa cờ cần trường cần mau nà cơ sân khấu nơ mới nơ ban tổ chức cơ sở này mới mọt sân khấu là bên sóng nòng khăn nhất chăn nhất phù phiến bao phiến khởi phù phiến bao thủy ngân phù phiến khởi đức trung lại khẩn ơn à ma cơ sân khấu ơn à tiếng lại của mẹ pin đồng đều và cuộc nàn mới của mi sang hải o em sinh tức là bên sóng phái hương xào là bên phú bên xa bên tà bên nay tức là mới là xuất khỏi sở này giới thiệu hoặc tiếng lại của mẹ pin đồng ở sườn sông kem phù phiến khởi đức trung là hải o em sinh hứa là có ngò phù phiến khởi tôi đang mở lại giới thiệu tiếng lại của mẹ sau này chứng minh tiếng lại của mẹ phi đồng hạc sương học còn chúc toàn chúc mừng đại diện tăng phú tăng gia học còn tôi muốn chúc mừng nó của mẹ nữa lại mua đấy lắm lại cảm ơn tiếng lại của mẹ phi đồng đều tăng sáu má mở sau này giới thiệu họ tiếng lại của mẹ phi đồng sông kem phủ bến bờ khăn nhất mà nè thủy ngân comment hải hoa em xinh phủ bến bờ tôi đừng mở lại cho mừng tăng hơn như nhau sau này chương mới tăng lại của mẹ phi đồng họ còn tôm mua cho mừng họ còn tôm mua cho mừng cho mẹ nữa đó là hơn bà mẹ lắm lại vâng ạ kính thưa quý vị thân mến đúng là trăm năm thì ta chọn lấy một ngày và một ngày thì ta chọn lấy một giờ và ngày hôm nay là ngày 19 tháng 11 năm 2022 và nhằm vào ngày 26 tháng 10 năm Nhâm Dần được hai gia đình chọn là ngày đẹp nhất hạnh phúc nhất long trọng tổ chức buổi lễ vu quy chúc mừng hạnh phúc trăm năm tới hai con hai em hai cháu chúng ta là cô dâu Thủy Ngân là chú rể Đức Trung nên vợ thành chồng và cho phép những người làm chương trình được thay lời cho chủ nhân cánh thắm Tiểu Hồng xin được trân trọng tuyên bố lễ vu quy chúc mừng hạnh phúc trăm năm tới cô dâu Thủy Ngân sánh duyên cùng chú rể Đức Trung xin chính thức được bắt đầu tập luyện cho mày nè hey 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 con mét cỡ sân mét cỡ là ba mẹ bên ông sưởng ơi, còn sang bên này cứ là lầy sư và yêu ái, còn mà tới cứ tăng nhanh khỏi hước lầy gần ma, ơi chung kỳ chung buồn các bạn sẽ ai không, lầy má chung buồn chung mừng, chung tử mừng cười, chung buồn cả tiếng lại của mẹ bên ông, lầy thấy năm nữa sửa chăn, má chung buồn tặng cưới mình đi và cả văn sơn sơn, chứ như là sang à, ơi đại diện sóng phái tới gần nước ở ủy quyền ở Đức Ngoan, ơi là ba tặng nà thôi chứ mà, chứ cái chị bà sư lê và mẹ bên ông ơi. Vâng ạ, lấy mua đấy, lấy chôm lại lò
số 7 em tên lại của mẹ Pì Nồng ơi. Mẹ này, hà lại vừa lì bên trần, mưa sẵn bên chép, vừa lẹp chép nam, vì chân vườn mà. Tổ chức kịp không cưới lòng, hở sông lụ sông làn hâu, biển phùa biển mía, lấy chung cáo chung mươi, chung toàn lời, họt hải, họt nòng, họt bò, họt mè, họt bạn, họt phương, họt yêu đai. Cứ bản tờ đã nửa cùng bạn cùng cuống, chưa khai cái thang trắng tanh, thấy lắm nữa sửa chăn mắt cho muôn bản cưới, và gạo khăn trên sờ. Xin lò ải ếp vào mẹ Pì Nồng ơi, cửa sáng hà bón mà, sóng phương, thứ là bên bú bên xa, các bà bên tả bên ai qua, nham cho khổ lặng, xuống lòng bàn nàng cuống, cả bóng mi bóng và nè, bốn mi khẻ là hai, bởi hôi bớ răng phải nằm cả bốc khốn, bà mẹ ơi, các bà ơn to buồn lúc nào buồn ta lướm, lướm chè bè khùng, sáng xỉnh mi ó nói ở hạc, tắt sảy má mưa, tắt vử má điên, trang điên của trắng sùng, trang bùng, trắng nhớ biếng lung, trắng sùng biếng bà, mà biếng bàn lẩy ép lại trương, ép công đừng có thòng lò nồng là ai ơi, ép công sòng, cấp sàm còn lẩy băng lành chờ sở, lẩy băng lành được qua, chưa gân phủ nồng là trắng ở bé là học có tốt cơ sơn là, chưa gân phủ nồng panh trắng ở bé nghe tốt cơ Hà Nội, các bà bị ép lùi là còn lại, việc nghe đủ anh xài có tàn, việc sẵn sàng sống sòn lù trò không lò em ơi. Lu nung sửa chứ lại sửa khảo là qua, lu sửa cẩn lao chứ lại cạt cẩn lùa, các bà cẩn lùa mân cờ bờ lưng, bên lành mân cờ bừng cảnh nan mưa nà, bá nàng bàn có nhắn tin má hà yêu, bá cùng mân cờ nhắn tin sải qua mà ở, trời phá lầy nòng khăn tay cù hơn nhiều cờ đê, nòng là sải qua ơi, các bà nòng thủy ngân chứ mà, lòng na có dâng phải mai hưởng bơm mi phở tổ trai nữa nè, trai phụ nữ hư, lê lại là trần khăn má thứ sải tà cẩn lê, xong phải tốt số cẩn tay má diệt bàn, lệ phá tàn lại mưa lại cầm nắng thần cờ đỏ ai ơi sóng lòng hoa qua lầy con chu hứa chẳng tô xu ảo lầy con báo cây xào chẳng tô xu êm họ đài hoặc mờ nì cả mờ nì chôm lại sóng phương ải êm cả hà lầy mờ nì bên trần mờ sẵn bên chép mờ lẹp chân nam kỳ chân mờ mà sáng tổ chức ít không cơ lòng vậy cho mừng hạnh phúc cả sóng lô sóng làn hâu về năm phủ hòa mía chẳng cáo lầy mới lầy tiếng lại con này pin nằm ở sườn cả chẳng ở tấn banh ma bao lô sòn làn ma cho muộn bàn khởi chúc phúc chúc buồn hở sóng lô sóng làn hôm nay có sở chúc hở số mày số em sở chúc hở số mỹ số mai ơi dịp lòng hở mới lại tà nữ dịp na hở mới lại khẩu sở chúc hở số mày số em phở lời cò nhưng thầu nhưng kẻ nhưng bên lý nữa hả em nữa hở khoan mặn dư nữa. Vâng ạ, kính thưa quý vị thân mến, và trong ngày vui hạnh phúc hôm nay, với những tình cảm thân thương đã được gửi trao, với những tình yêu nồng cháy của cô dâu và chú rể, chúng ta đang cùng hiền duyên trở về với chương trình tiệc cưới, dành những lời chúc mừng yêu thương tới cô dâu và chú rể của chúng ta. Và ngày hôm nay thì cũng rất là vinh dự, hôm nay nhà gái chúng ta cũng đã nhận rể và có lời chào dâu. Vâng ạ, kính thưa quý vị thân mến, và kính thưa chú rể, cô dâu thân mến, đúng là có con thì khổ vì con, có chồng thời gánh giang sơn cùng chồng, rượu say thì là bởi mẹ nồng, con mà ở phải rằng chồng thời trẻ thương. Và cô dâu Thủy Ngân thân mến, hôm nay em đã là dâu, cha thời dặn trước thảo sâu vài lời, mẹ thời khó lắm em ơi, nhìn ăn nhìn mặc nhìn lời mẹ cha, nhìn cho nên cửa nên nhà, nên kèo nên cột nên xà tầm bông, nhìn cho nên vợ nên chồng, em trông lo điều lại trông cửa nhà, đi chợ thì chớ ăn quà, đi chợ thì chớ kể già ở trưa, dẫu ai bảo đợi rằng con thưa phải về. Vâng ạ, kính thưa quý vị thân mến, đúng là chim trời thì ai dễ lên đông, nơi con ai dễ kể công tháng ngày, con ơi mẹ bảo câu này, học buôn học bán cho tài người ta, con đừng cọc thói chuông hoa, họ hàng ghét bỏ người ta chê cười, dấu no dấu đói cho tươi, khoan ăn bất ngủ điều bài lo toan, phòng kia đóng góp việc làm, đồng tiền bát gạo lo toan cho chồng, trước là đáp nghĩa cùng chồng, sau là họ mạc cũng không chê cười. Con ơi con giữ lấy lời mẹ cha căn dặn, con thời phải nghe. Vâng, kính thưa quý vị thân mến, và ngày hôm nay nhà gái nhận rể và cũng đã dành những lời chúc mừng yêu thương tới cô dâu và chú rể chúng ta. Một lần nữa đề nghị toàn thể quý vị trong hội trường hãy dành một lời chúc mừng yêu thương tới cô dâu chú rể, dành một lời chúc mừng hạnh phúc nhất tới hai gia đình bằng một tràng vỗ tay thật lớn thật nồng nhiệt đấy các bạn. Cảm ơn quý vị rất nhiều.
Vâng ạ, chúc mấy tiếng lại phòng mẹ Pina Mò Sương. Các hậu cắn là tham dự với tiệc ảnh phúc nơ. Và tăng sống mà hư là vây hở muôn hở mân. Hơ mưa lì chất chặn, mưa sắn chất chết. Mưa lẹp chất nam, bị chất bần mạ. Tổ chức hịt không cưới lòng, hở xong lưu xong tàu. Hơ biển của biển mía, hơ mình hắn tàu. Là có một ế chung lại lo. Sáng nào hơ bên na hơ ai phú em xa cơ ba nó hơ cờ má toàn nó lưu hậu tàu toàn nó phơi cờ chỉ mấy trường mấy không mấy trường mặn không dư nữa là hơ toàn nó lưu trên cơ ba sau này chơi mới là bên na hải o em sinh phú bên khơi đức trung cờ chỉ mấy trường hơ toàn nó sóng lưu chứ là sau này chơi mới hơ là hơ món quà hạnh phúc làm hải em hơ tặng hà lưu tàu với nó sau này chơi mới và trân trọng kính mời. Vâng ạ, chúng mới tiếng lại của mẹ Pina Hoa Sương. Lấy mô này lấy chúng lại lắm. Vâng ạ, kính thưa quý vị thân mến, và chúng ta được cùng chứng kiến món quà hạnh phúc nhất đến từ bố mẹ thân sinh của chú rể Đức Trung để chào đón con dâu hiền của bố mẹ. Bố mẹ cũng đã dành tặng những vật quà yêu thương tới hai con. Vâng ạ, kính thưa quý vị thân mến, chúng ta cùng thay lời cô dâu Thùy Ngân, chú rể Đức Trung cảm ơn tới bố mẹ đã có phần quà hạnh phúc. Chúng ta cùng thay lời rể dâu bằng một tràng vỗ tay thật lớn thật nhanh như đại cục. Chúc mừng các bạn và cảm ơn quý vị rất nhiều. Vâng ạ, kính thưa quý vị thân mến, và món quà tiếp theo, món quà hạnh phúc tiếp theo sẽ đến từ anh Việt Dũng và chị Diễm Nhi. Vâng ạ, trân trọng kính mời anh Dũng, chị Diễm Nhi sẽ trở về với sân khấu dành tặng tới hai em món quà hạnh phúc nhất của anh chị. Trân trọng kính mời. Một cái phong bì thật dày thật to. Vâng ạ, kính thưa quý vị thân mến, và món quà đến từ anh Dũng, chị Diễm Nhi cũng đã được dành tặng tới hai em là cô dâu Thùy Ngân, là chú rể Đức Trung. Một lần nữa chúng ta cùng thay lời rể dâu cảm ơn tới anh Việt Dũng và chị Diễm Nhi. Vâng, một tràng vỗ tay thật lớn thật long nhiên nào. Vâng, cảm ơn quý vị rất nhiều. Vâng ạ, kính thưa quý vị thân mến,
Vâng, cảm ơn anh chị rất nhiều và cũng kính mời anh chị sẽ nán lại sân khấu để cùng chứng kiến những phút giây thiêng liêng hạnh phúc nhất của hai em được diễn ra trên sân khấu tình yêu. Vâng, ngày hôm nay thì cũng rất là vui và rất là hạnh phúc. Trung tâm tổ chức sự kiện Diệp Đinh, Diệp Nguyễn mang đến cho đôi bạn trẻ một khán phòng cưới hạnh phúc và tình yêu, và mang đến cho đôi bạn trẻ với một nghi thức rót rượu xâm thanh với một ý nghĩa đó đến rằng ngày hôm nay tình yêu của hai bạn sẽ luôn luôn nồng cháy như những giọt rượu hồng. Vâng, xin mời cô dâu Thùy Ngân, chú rể Đức Trung, hai bạn sẽ di chuyển trở về với tầng tháp ly rượu hạnh phúc của hai em. Trân trọng kính mời. Và xin mời chú rể sẽ khui chai rượu sâm banh đầu tiên nào, xin mời. Vâng, kính thưa quý vị thân mến, đã trải qua ba mùa hoa nở, tình đôi ta chưa nên vợ thành chồng, bởi trăng duyên mối tơ hồng, che đan thành sầu, xe lồng thành đôi. Tại vì mỗi đứa một nơi, vâng giữ nắp chai đi nào, chú rể giữ nắp chai trước, giữ nắp. Giữ nào, giữ chặt nào, và đôi tay của cô dâu nữa nào, cùng cầm lên chai rượu hồng nào, sắp thật mạnh nồng. Rất là tuyệt vời. Vâng, xin mời đôi tay của hai bạn nào, cùng chúng ta rót lên tham ly tình yêu hạnh phúc. Vâng, kính thưa quý vị thân mến, hoa hồng thì đẹp bởi màu hồng, mà tình yêu thì đẹp bởi tấm lòng thủy chung. Vậy vậy mà hồng hoa áo cưới hôm nay chụp xong chưa? Ám sát MC rồi. Vâng, rất tuyệt vời ạ. Vâng, xin mời chú rể cô dâu hãy khui chai rượu sâm banh thứ hai đi nào, xin mời. Vâng, chai sâm banh thứ hai thì hai bạn sẽ rót lên hai ly rượu hồng và những chén rượu hạnh phúc của chúng ta trên bàn ạ, trên mời. Còn bao nhiêu rượu hồng cho trai, xin mời đôi tay cô dâu chú rể sẽ rót lên vali tình yêu nào. Vâng, kính thưa quý vị thân mến, yêu nhau từ thuở chăn non, biết nhau từ thuở tóc còn ngang vai, em như dòng suối uốn quanh, anh như con nước trong lành chảy qua, thế rồi đã đến mùa hoa, anh về sau lại tình ta thêm nồng, và ước mơ nên vợ thành chồng, thì nay hai sợi chỉ hồng xe săn, ước mơ chung gối chung chăn, thì nay mang chúc đan cảnh bên nhau, anh đã là chú rể, em đã là cô dâu, hai bạn sẽ xây đắp những nhịp cầu sắc son. Vâng, kính thưa quý vị thân mến, vậy là chú rể và cô dâu đã hoàn thiện xong nghi lễ rót rượu sâm banh. Đề nghị toàn thể quý vị trong sương hãy dành một lời chúc mừng yêu thương tới cô dâu chú rể. Vâng, một tràng vỗ tay thật lớn, thật nồng nhiệt nào. Vâng ạ, cô dâu chú rể thân mến, ly rượu cay thắm tình chồng vợ, ly rượu hồng kính chúc mẹ cha, vì con cha mẹ cháu già, ôm dâu nghĩa nàng như là biển khơi. Trân trọng kính mời chú rể cô dâu sẽ nâng hứng ly rượu hồng hạnh phúc, kính mời lên bố mẹ cũng như là các anh các chị ạ. Trân trọng kính mời. Cô dâu sẽ mời phía gia đình họ nhà trai và chú rể sẽ mời bố mẹ nhà gái. Vâng ạ, xin mời. Vâng ạ, mời bố mẹ sẽ đón nhận lấy tình cảm thân thương đến từ cô dâu và chú rể, đến từ hai con, và cũng xin lên trọng kính mời cô dâu chú rể sẽ nâng ly rượu hồng của mình lên nào. Xin trọng kính mời. Vâng ạ, xin mời cô dâu chú rể sẽ cùng chàm ly rượu hồng cùng với bố mẹ nào. Vâng ạ, xin mời bố mẹ hai bên sẽ cùng chàm ly rượu hồng với nhau nào. Xin mời các anh các chị ạ, sẽ cùng chàm ly rượu hồng cùng với cô dâu chú rể. Vâng ạ, kính thưa quý vị thân mến, bố mẹ phi nào ơi, bố mẹ phi nào ơi.
trên lầu lì bay bom trong bờ mơ cười mơ ngơ ở sòng phái tây ân từng ca mình đi bay bên hướng hướng liều vân khẩn hướng long ba mẹ pin nào ấy khái lầu đó chén lầu họ đây chén lầu họ dùng cái nào khái 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 nhau cứ nơ vâng ạ, trân trọng kính mời toàn thể quý vị, chúng ta sẽ cùng rót những giọt rượu hồng và toàn thể quý vị chúng ta sẽ cùng dành một lời chúc yêu thương nhất, dành một lời chúc hạnh phúc nhất tới cô dâu, tới chú rể của chúng ta qua ly rượu hạnh phúc được không ạ? Khái chén lẩu với bò và còn sông khẩn trên đây báo, hao cần tướng gần sông khẩn ơ, mời đây mời đây mời đây, chén lẩu hao rồi. Vâng ạ, hao cần là sông khẩn trên đây báo. Xong rồi, xong rồi, xong rồi. Và chúng ta đứng lên được không ạ? Và ly rượu này hư lao chưa? 1, 2, 3 rô gạo. Và sau này chứng mơ bởi cười sẽ tiến khẩn ma tăng là sự khó nào đến mở. Vâng ạ, xin mời hai em sẽ quay mặt lại với nhau nào. Uống ly rượu giao bôi và hình thức là ngoắc tay. Vâng ạ, quấy kèn, sát 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 sức cả nơi nên ông là ai ơi. Vâng ạ, tuyệt vời. Vâng ạ, tức lại con bé pin nào ông sướng ơi. Họ chuẩn bị để qua chén lỏ qua. Họ có khuấy kèn trăm bao răng khởi em ơi. Vâng ạ, chân chào kính mời. Họ có khuấy kèn nữa. Khuấy kèn nữa, chuẩn bị. Vị trí thân thương đi ạ, để chúng ta cùng liên tục tham dự với tiệc hạnh phúc. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Vâng, kính thưa quý vị thân mến, và cũng xin được chân thành cảm ơn tới tình cảm bố mẹ hai gia đình, vợ nhà trai và nhà gái. Xin cảm ơn anh Việt Dũng và chị Diễm Nhi cô đã dành những tình cảm thân thương tới cô dâu Thùy Ngân, chú rể đức trùng của chúng ta. Và sau đây thì mời bố mẹ hai gia đình các anh chị nào chúng ta cùng bắt tay nhau, nắm tay nhau và sẽ cùng di chuyển trở về với bàn tiệc. Học cần này bắt tay khám khen thắm nước cần ấy nọ thấy mấy vâng ạ khảo cần ai nơ thắm nước ấy nơ. Vâng ạ, cảm ơn bố mẹ, cảm ơn anh chị rất là nhiều. Và khi bắt tay xong rồi thì trân trọng kính mời bố mẹ, anh chị sẽ cùng di chuyển trở về với bàn tiệc hạnh phúc của gia đình chúng ta để cùng khai mừng tiệc cưới, cùng dành những lời chúc mừng yêu thương tới cô dâu và chú rể. Cô dâu chú rể sẽ nán lại sân khấu một ít phút nữa. Vâng ạ, kính thưa quý vị thân mến, chúng ta đang cùng tham dự buổi tiệc hạnh phúc. Trân trọng kính mời toàn thể quý vị chúng ta cùng cứ tự nhiên khai tiệc và sẽ hướng mắt trở về với sân khấu tình yêu để cùng chứng kiến những giây phút thiêng liêng hạnh phúc nhất của cô dâu và chú rể. Vâng ạ, kính thưa quý vị thân mến, và ngày hôm nay là một ngày hạnh phúc, là một ngày trọn vẹn nhất, hạnh phúc nhất của chú rể cô dâu. Vâng ạ, kính thưa quý vị thân mến, và kính thưa chú rể đức trung thân mến, em có thể là chỗ dựa tinh thần của cô dâu Thủy Ngân không? Ngân yếu đuối nên cần che chở, Ngân hay vấp nên cần nâng đỡ, Ngân dại cờ nên chẳng biết lo toan. Em đem cuộc đời phó mặc cả cho anh, số đắng cay vui buồn đành cam chịu. Yêu thương ơi chắc rồi anh sẽ hiểu, yêu Ngân rồi anh sẽ khổ nhiều hơn. Và cả kính thưa quý vị thân mến, và ngày hôm nay là một ngày phúc trọn vẹn đến trên cuộc đời của đôi bạn trẻ. Và để có một tình cảm thân thương, một kỷ vật thiêng liêng nhất ngay sau đây, xin mời toàn thể quý vị chúng ta sẽ cùng hướng mắt trở về với trung tâm sân khấu để chứng kiến hai người đẹp nhất ngày hôm nay sẽ trao cho nhau kỷ vật thiêng liêng, đó chính là đôi vòng nhẫn cưới. Vâng ạ, xin chào kính mời chú rể Đức Trung sẽ ra mắt cảm nhận tình yêu của mình ạ. Xin chào kính mời. Vâng ạ, kính thưa quý vị thân mến,
Vâng ạ, kính thưa quý vị thân mến, và trước khi cô dâu chú rể sẽ trao cho nhau đôi vòng nhẫn cưới hạnh phúc, cho phép Đương Hoan được giới thiệu về cảm nhận tình yêu ngày hôm nay. Vâng, kính thưa quý vị thân mến, chiếc nhẫn là một vòng tròn khép kín, không có điểm đầu và không có điểm cuối, mà ngày hôm nay nó sẽ được đeo lên ngón tay giáp út, nơi mạch máu trái tim của chú rể và cô dâu luôn luôn chảy xiết, với một ý nghĩa nói lên rằng hôm nay là ngày lành tháng tốt mà đôi bạn trẻ nên vợ thành chồng. Hôm nay làm lễ tơ hồng để chúc cho Long Phùng Quảng Minh đời đời, dù cho vận đổi xa rời, tình chồng nghĩa vợ đời đời không đổi thay. Vâng ạ, kính thưa quý vị thân mến, và đề nghị toàn thể quý vị hãy dành cho chú rể, dành cho cô dâu một tràng vỗ tay thật lớn, thật nồng nhiệt để kính mời chú rể cô dâu trao cho nhau đôi vòng nhẫn cưới. Xin mời, và cũng xin mời chú rể, chú rể sẽ làm tư thế như cầu hôn lần đầu tiên đấy ạ. Vâng ạ, sẽ quỳ một chân xuống. Vâng ạ, xin mời, xin mời, xin mời. Vâng ạ, ngón tay xinh xinh của cô dâu đó ạ. Vâng ạ, sẽ đưa ra để chú rể, vâng ạ, đeo lên, vâng, chiếc nhẫn hạnh phúc. Vâng ạ, chúng ta cùng hướng mắt trở về sân khấu để cùng chứng kiến phút giây thiêng liêng đi ạ. Vâng ạ, rất tuyệt vời. Vâng ạ, rất tuyệt vời ạ. Cô dâu thân mến, cô dâu có thể dành một cái ôm cảm ơn hạnh phúc nhất đến từ chú rể được không ạ? Vâng ạ, và cô dâu chào nào, giơ tay chúc mừng nào. Vâng, cảm ơn quý vị rất nhiều. Và xin mời ngón tay hạnh phúc nhất của chú rể sẽ đưa ra để cô dâu Thủy Ngân. Vâng ạ. Vâng ạ, rất tuyệt vời. Và chú rể thân mến, hãy dành một cái ôm thật nồng cháy cho cô dâu Thủy Ngân nữa được không ạ? Vâng ạ, vỗ tay chúc mừng nào. Vâng ạ, tuyệt vời. Những phút giây thiêng liêng hạnh phúc, những tình cảm thân thương luôn được gửi trao cô dâu và chú rể chúng ta. Và cùng một lần nữa xin mời toàn thể quý vị, chúng ta cùng liên tục hướng mắt trở về sân khấu. Và cô dâu chú rể vừa trao cho nhau đó chính là món quà về vật chất, còn về tinh thần thì sao ạ? Chắc chắn không thể thiếu được những nụ hôn hạnh phúc đúng không ạ? Vâng ạ, sau đây thì để có một hình ảnh đẹp nhất, hạnh phúc nhất đến trên cuộc đời của hai em, vâng ạ, cũng rất là muốn là cô dâu Thùy Ngân, chú rể Đức Trung, hai bạn sẽ trao cho nhau một nụ hôn nồng cháy trước sự chứng kiến của toàn thể quý vị trong hôn lễ ngày hôm nay. Quý vị thân mến, quý vị thân mến, chúng ta có muốn nhìn thấy hình ảnh đẹp nhất của cô dâu chú rể không ạ? Đó là một nụ hôn nồng cháy đúng không ạ? Quý vị đồng ý cho một tràng vỗ tay thật âm ý được không ạ? Vỗ tay thật lớn lên nào. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Những tràng vỗ tay thật âm ý của toàn thể quý vị đã cùng dành một lời mời thân thương tới hai em sẽ có một nụ hôn nồng cháy trước sự chứng kiến ánh mắt đi nụ cười của toàn thể quý vị trong buổi lễ ngày hôm nay. Vâng ạ, xin mời hai bạn sẽ quay mặt lại với nhau nào. Xin mời. Sắc cắn nói nào, phải tìm chút bài tìm đi, sao lòng ơi. Vâng ạ, kính thưa quý vị thân mến, chúng ta sẽ cùng rút những chiếc điện thoại đời mới nhất của mình để ghi lại một khoảnh khắc đẹp nhất, nụ hôn hạnh phúc nồng cháy nhất của cô dâu và chú rể dành cho nhau trước ánh mắt, trước nụ cười của chúng ta. Và nếu thật là cháy thì chúng ta cùng bung cháy một tràng vỗ tay quý vị nhé. Và xin mời đôi tay của cô dâu Thùy Ngân hãy ôm vào vòng cổ của chú rể nào, là chồng của em đó. Và chú rể Đức Trung thân mến, hãy ôm eo cô dâu đi nào, hai tay đan tay. Vâng ạ, rất tuyệt vời. Lưu ý là nụ hôn hai bờ môi của hai bạn chạm vào nhau. Nụ hôn sẽ được bắt đầu khi MC của toàn thể quý vị trong hôn trường đếm từ 1 cho đến 3. Lưu ý cô dâu chú rể, cô dâu chú rể chuẩn bị. Toàn thể quý vị, chúng ta chuẩn bị được chưa? Chuẩn bị được chưa? Cùng đếm nào. 1, 2, 3. Vỗ tay nào quý vị. Rất là hạnh phúc với những tràng vỗ tay và thể
của Vy cũng đã thay những lời chúc mừng yêu thương và hạnh phúc nhất tới cô dâu và chú rể. Và ngày hôm nay thì anh Hoan cảm ơn để chúc lại lo cho ông lại ơi lại mất chung kiện chúc muôn ai hiện bông hoa chăn chăn nâng mấy kỳ nè bông hoa súng và bông hoa hồng đó em trai em gái nhở em trai à ô một bông hoa súng rất là xinh vâng ạ. Một nếu chấp lại là sao lòng là ơi chỉ cần sang à ơ nòng nùng mặc mèn kén quam cả mì ơ hải hiêm sóng phường tổ chức khi không cưới lòng ơ hở sóng lòng bị phở bên mía ai đừng hoàn cầm buồn ấy lo lấy mắt chung người chung buồn ơ chúc mừng hạnh phúc hỏa sóng lòng ơ sầu chúc hỏa sóng lòng ơ hạ cả nơi tàu phùm lạnh nơi lòng lại nơ tan cả tàu phùm lón mi trai khăn đầu mi nhi chàng là cả nơi sóng lòng nơ chúc mừng hạnh phúc vâng à hai bạn sẽ nán lại sân khấu mấy phút nữa bởi vì là nhóm bạn yêu thương nhất của cô dâu và chú rể sẽ có những món quà hạnh phúc để dành tặng tới cô dâu và chú rể ạ. Vâng ạ, nhóm bạn thân thương thôi rồi ạ. Vâng ạ, nhóm bạn thân mến, những món quà hạnh phúc chúng ta được chuẩn bị chưa ạ? Và sẽ cùng di chuyển những bước chân hạnh phúc nhất trở về với sân khấu để dành tặng tới cô dâu chú rể của chúng ta những món quà hạnh phúc nào. Trân trọng và kính mời. Rộn ràng ngân vang lời hát quê hương của ta lên nào vâng ạ xin chào kính mời các bạn là sẽ cùng mà di chuyển những bước chân hạnh phúc dành những phần quà yêu thương tới cô dâu và chú rể xin chào kính mời hướng mắt trở về với nhóm bạn của cô dâu của chú rể. Được nhìn thấy những món quà hạnh phúc dành tặng tới chú rể và cô dâu chúng ta. Vâng ạ, xin chào kính mời. Vâng ạ, kính quý vị thân mến, để chào đón những món quà hạnh phúc sẽ được dành tặng tới cô dâu Thúy Ngân và chú rể Đức Trung. Cùng chúc mừng nhóm bạn đã có những món quà hạnh phúc yêu thương dành tặng tới cô dâu chú rể. Chúng ta cùng dành một tràng vỗ tay thật nồng nhiệt để chào đón những món quà hạnh phúc được không ạ? Vỗ tay nào quý vị ơi! Cảm ơn ạ, chào mừng ạ. Chúng ta sẽ lên từng người một ạ. Vâng ạ, đầu tiên thì xin mời chúng ta thứ tự 1, 2, 3, 4 đúng không ạ? Vâng ạ, xin mời bạn đầu tiên ạ. Vâng ạ. Vâng ạ, đầu tiên thì xin được trân trọng kính mời món quà đầu tiên. Vâng ạ, trân trọng kính mời ạ. Vâng ạ, đó là gì ạ? Vâng ạ, đây là một nồi lẩu đúng không ạ? Vâng, đứng đây mà. Máy, phải thang này đi ạ. Dưới gì bác? Vâng ạ, món quà hạnh phúc đã được dành tặng tới cô dâu chú rể. Đó chính là một nồi lẩu. Vâng ạ, rất tuyệt vời. Và món quà tiếp theo đó ạ, xin chào kính mời ạ. Cũng là một nồi lẩu đúng không ạ? Vâng ạ, rất tuyệt vời. Xin mời hai em sẽ nhận được món quà hạnh phúc. Và bạn thân mến hãy nán lại sân khấu đi ạ. Và xin mời món quà tiếp theo nào. Vâng ạ, món quà tiếp theo đó nào, xin mời. Vâng ạ, xin mời. Vâng ạ, xin mời cô dâu sẽ nhận lấy món quà hạnh phúc đến từ các bạn, các em của cô dâu. Vâng ạ, một bộ bát con. Vâng ạ, rất tuyệt vời dành tặng tới cô dâu chú rể. Vâng ạ, liên tục xin được chào kính mời những phần quà liên tục nào. Vâng ạ, tiếp theo. Đây là phải tặng chú rể. Vâng ạ, đây là gì ạ? Vâng ạ, đây là xem ạ. Thương hiệu cái gì nhỉ? Trường Thịnh 100% là hàng sạch. Đó là tăm. Đó là hàng rất tuyệt vời. Đã gì nữa? Món quà được tặng tới gì? Đó là một cái cọ xong. Đó là còn được gọi là cọ nồi nữa. Và một chai nước mắm chín xu. Đó, cảm ơn bạn rất là nhiều. Đó là xin mời chú rể. Hôm nay nó. Đó là món quà tiếp theo là đến từ nào? Một cái thau
Vâng ạ, rất tuyệt vời. Một cái thau, ở trong thau thì có một bàn giặt nữa. Rất tuyệt vời. Các bạn rất là tâm lý. Vâng ạ, xin mời món quà tiếp theo nào. Vâng ạ, món quà này thì con dâu sẽ nhận. Vâng ạ, đây được. Vâng ạ, đây là một một cái ô đúng không ạ? Và kèm theo nó là gì ạ? Đó là một bàn giặt đúng không ạ? Một bàn giặt này gọi là một bàn chải thì đúng hơn đúng không? Vâng ạ, chúc mừng hai em và cảm ơn bạn rất là nhiều. Mời món quà tiếp theo nào. Rất là tuyệt vời, xin mời Vâng ạ. Vâng ạ, là một cái chổi và một cái gọi là hot sát đúng không ạ? Đó là rất tuyệt vời, các bạn rất là tâm lý luôn. Dành tặng những món quà rất là ý nghĩa. Đây gọi là sạch nhà, gọn bếp đúng không ạ? Vâng ạ, xin mời món quà tiếp theo nào. Cái này là để đựng rượu đúng không? Đâu rồi? Đâu rồi? Đi tìm đối thủ đâu rồi? Vâng ạ, đây là món quà dành tặng cho chú rể. Một cái can 20 lít rất là tuyệt vời. Để đựng gì thì chắc là tất cả quý vị cũng biết rồi. Vâng ạ, xin mời món quà tiếp theo nào. Hai món quà cuối cùng nào. Vâng ạ, hai món quà cuối cùng xin trọng kính mời. Vâng ạ, rất tuyệt vời. Đó là hai chiếc nón rất là xinh. Vâng ạ, rất tuyệt vời và rất là tâm lý. Nhóm bạn đã được dành tặng những món quà yêu thương tới cô dâu và chú rể. Và kính thưa quý vị thân mến, với những món quà hạnh phúc nhất được dành tặng tới cô dâu và chú rể chúng ta ngày hôm nay, và chúng ta sẽ cùng thay lời cô dâu, thay lời chú rể cảm ơn tới nhóm bạn thân thương nhất của cô dâu và chú rể. Chúng ta thay lời bằng một tràng vỗ tay thật nồng nhiệt nào. Tất phương chân miệng nơi của mẹ đi. Hey. Và chúng ta sẽ cùng ta thân mến, em hãy lấy hai chén rượu về đây để chúng ta uống một chén chúc mừng hạnh phúc tới cô dâu và chú rể đi nào. Chân trọng kính mời. Cười bên em sớm hôm nhạc ơi là nhạc ơi cảm biết tìm được ơi này. Đón nhận lấy những ly rượu hạnh phúc đến từ cô dâu và chú rể nào. Xuống phía dưới được không ạ? Rất cảm ơn các bạn rất là nhiều. Vâng, cảm ơn các bạn rất là nhiều ạ. Đã rất là tâm lý và thân thương tình cảm dành cho cô dâu rể những món quà hạnh phúc nhất ạ. Vâng ạ, một lần nữa.
và chúc cho em xem mong hạnh phúc và toàn sản nữa. Vâng, chắc anh sau này mới sống lòng sẽ di chuyển về cơ bác khẩu lý hông. Vâng, chắc là mọi nưng, thầy cảm ơn thầy lại hết tích lại của mê. Thật vâng, bởi vì bác cản mắt chung muôn bác khẩu bằng lòng nông, sống lòng hông. Vâng ạ, xin mời hai em. Thân mến, rất là tuyệt vời và rất là hạnh phúc. Chúng ta đã cùng trở về với chương trình cưới và dành những lời chúc mừng hạnh phúc nhất tới cô dâu Thủy Ngân và chú rể Đức Trung của chúng ta trong buổi lễ vô quy. Vâng, một lần nữa thì toàn thể quý vị chúng ta đã cùng tham dự buổi tiệc hạnh phúc. Trân trọng kính mời toàn thể quý vị chúng ta cùng cứ tự nhiên, tham dự buổi tiệc hạnh phúc, cùng tự nhiên ngồi ăn ngồi uống và ít phút nữa thôi chúng ta sẽ cùng trở về với chương trình hai của gia đình, cùng dành cho nhau những điều nhảy. Dành cho nhau những đôi chia sẻ, những đôi tay mềm. Dành cho chú rể cô dâu những lời chúc mừng hạnh phúc. Một lần nữa ban tổ chức xin chân thành cảm ơn tình cảm của quý vị rất nhiều. Xin chân thành cảm ơn. Lắm mới chịu.